Thời báo Tài chính Anh số ra ngày 22 tháng 3 dẫn một nguồn tin tình báo cao cấp của Anh cho biết gần một nửa số công dân châu Âu từng tới Syria để gia nhập IS nay đã trở lại lục địa già. Vụ tấn công liên hoàn tại Bỉ đã đặt ra câu hỏi phải chăng IS hay các phong trào thánh chiến cực đoan đã có cách thức tuyển mộ bài bản hơn so với những gì các cơ quan an ninh đã biết. Loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái và các vụ tấn công liên hoàn vừa xảy ra ở Bruxelles, Bỉ cho thấy dường như các cơ quan an ninh châu Âu đã thất bại trong việc đối phó với hiểm họa này. Trước mối đe dọa từ IS ngày càng hiện hữu tại châu Âu, người dân các nước yêu cầu chính phủ cần có các biện pháp hữu hiệu hơn để bảo đảm an ninh. Những gì vừa xảy ra cho thấy trách nhiệm của chính phủ trong việc bảo vệ công dân. Vụ bắt được Salah Abdeslam cách đây vài hôm đã cho thấy rõ nguy cơ khủng bố. Sau các vụ khủng bố ở Paris, chính phủ đã có những biện pháp tăng cường an ninh nhưng vẫn chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, những vấn đề như cuộc khủng hoảng Syria vẫn chưa được giải quyết đã khiến mối đe dọa khủng bố gia tăng. Theo số liệu mới nhất do Trung tâm Phân tích Khủng bố của Pháp công bố ngày 21 tháng 3, có tới 2.030 công dân Pháp, 1.600 công dân Anh, 800 công dân Đức và 534 công dân Bỉ đã bị lôi kéo rời khỏi châu Âu để tham gia các phong trào thánh chiến cực đoan. Những con số này cho thấy mối đe dọa khủng bố đã được nuôi lớn và đang lớn dần chính trong lòng châu Âu.